nguy cơ bùng nổ thế chiến thứ ba Đức cảnh báo ớn lạnh Nga có thể tấn công NATO muộn nhất là vào năm 2030 Trong khi đó, EU gặp bế tắc không đạt được sự đồng thuận về quỹ hỗ trợ Ukraine Lãnh thổ Ukraine ngày càng thu nhỏ lại Kiev thừa nhận lực lượng Nga đang tiến công rất mạnh Lực lượng Ukraine ở Quốc thực sự sụp đổ, vỡ trận toàn diện Chỉ trong một ngày, Ukraine mất liên tiếp 3 ngôi làng Bokrovsk trở thành khu vực nguy hiểm nhất trong xung đột Nga-Ukraine giờ đây không khác gì thị trấn ma khi hơn 3 phần tư số cư dân đã di tản. Chuyển sang thông tin đáng chú ý tại Trung Đông, Mỹ cảnh tỉnh Israel sau vụ xâm nhập trái phép khu vực đóng quân của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc cảnh báo Israel có thể bị tố cáo mang tội ác chiến tranh. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là phần tin chi tiết. Căng thẳng Nga-NATO gia tăng sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một trong các nguyên nhân khiến ông phát động chiến dịch là do lo ngại về đà mở rộng của NATO về phía đông. Các thành viên của khối đã tích cực hỗ trợ Ukraine chống Nga. Hồi tháng 4, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga và NATO đang trong trạng thái đối đầu trực tiếp, cáo buộc liên minh quân sự đang gây ra bất ổn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky năm ngoái nhận định nếu Kiev bị Moscow đánh bại, ông Putin sẽ tiếp tục đưa binh sĩ vào Ba Lan, thành viên NATO, điều có thể dẫn tới thế chiến thứ ba. Dù vậy, Tổng thống Putin hồi tháng 3 khẳng định Nga sẽ không tấn công quốc gia NATO. Tuy nhiên mới đây, trong một tuyên bố, người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Đức Bruno Kahn cho biết lực lượng Nga sẽ có khả năng tấn công lãnh thổ NATO muộn nhất là vào cuối thập kỷ này. Ông Kahn phát biểu trước một ủy ban quốc hội ở thủ đô Berlin rằng lực lượng Nga sẽ có khả năng tấn công NATO muộn nhất là vào cuối thập kỷ này. Theo ông, Nga hiện coi Cộng hòa Liên bang Đức là đối thủ, lưu ý rằng Berlin là quốc gia lớn thứ hai ủng hộ Ukraine chỉ sau Mỹ. Ông nói, chúng ta đang xung đột trực tiếp với Nga. Ông Khan nói và nhấn mạnh thêm rằng tình hình sẽ có khả năng căng thẳng thêm nữa. Các chính trị gia phải cung cấp cho các cơ quan an ninh Đức các nguồn lực và thẩm quyền để chống lại những mối nguy hiểm này. Mặt khác, vừa qua tại châu Âu, phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc họp của Hội đồng Ngoại giao EU tại Luxembourg, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, Joseph Borrell cho hay các bộ trưởng ngoại giao EU một lần nữa không đạt được sự đồng thuận về quỹ hỗ trợ Ukraine trong khuôn khổ quỹ hòa bình châu Âu. Ông Borrell nói, chúng tôi cũng cần đạt được sự đồng thuận hoàn toàn về đề xuất của tôi nhằm gỡ bỏ lệnh phong tỏa quỹ hỗ trợ Ukraine thuộc quỹ hòa bình châu Âu. Chúng tôi gần như đã đạt được việc này. Chúng tôi sẽ xem xét và tìm ra cách tôi không thể nói rằng đã đạt được 100%, nhưng gần như vậy, tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ đạt được sự đồng thuận hoàn toàn của tất cả các quốc gia thành viên về đề xuất gần đây của tôi. Ông Borrell cũng đã công bố kế hoạch đến Ukraine trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc. Quỹ Hòa bình châu Âu là một cơ chế tài trợ quân sự ngoài ngân sách được thành lập vào tháng 3 năm 2021 với tổng giá trị hơn 17 tỷ euro, tương đương 18,5 tỷ đô la Mỹ cho giai đoạn 2021-2027. Hầu hết các quỹ của cơ chế này đã được phân bổ để bồi thường một phần cho các nước EU liên quan số tiền đã chi để viện trợ quân sự cho Ukraine. Tướng Oleksandr Shishky, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine ít ngày trước cho biết, chúng tôi biết rằng khoảng 50.000 binh sĩ từ các khu vực khác nhau đã được Nga tái triển khai tới mặt trận Kursk. Theo ông Sisky, động thái của quân đội Nga sẽ làm suy yếu các nhóm của họ ở các hướng khác, đặc biệt là ở mặt trận Zaporizhia, Kherson và Kramatorsk. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine lưu ý, điều này sẽ giúp chúng tôi thực hiện tốt hơn các hoạt động phòng thủ. Kênh Military Summary đưa tin về phía Quốc, các xác nhận bằng hình ảnh trực quan cho thấy quân đội Nga RFAF đã giành lại được các vị trí xa hơn dọc con đường xanh nối giữa Korenevo và Suza một số nguồn tin thân nga cũng đưa tin lực lượng moscow đã kiểm soát được làng novo ivanovka trên hướng new york có bằng chứng xác nhận trực quan rằng rfaf đã giành được thêm lãnh thổ dọc theo làng leonidevka tại pokrovsk làng mikolaevka được cho là đã bị lực lượng moscow kiểm soát hoàn toàn các nguồn tin ủng hộ kiev cũng ghi nhận giao tranh ác liệt ở novoselidevka và ismailevka ở phía tây velika Novoselivka, các hình ảnh định vị địa lý cho thấy quân đội Nga đã giành được làng Levane. Được biết, bộ binh thiết giáp Ukraine hồi tháng 8 tràn qua biên giới và tiến vào tỉnh Kursk, đánh dấu cuộc tấn công lớn nhất của quân đội nước ngoài vào lãnh thổ Nga kể từ thế chiến 2. Nhờ yếu tố bất ngờ, Ukraine giành được nhiều bước tấn công trong giai đoạn đầu, tuyên bố kiểm soát khoảng 100 khu dân cư chỉ sau chưa đầy một tháng phát động chiến dịch. Tuy nhiên, số liệu do Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ tổng hợp và được AFP phân tích đang cho thấy điều ngược lại. Theo đó, Nga đã kiểm soát thêm nhiều phần lãnh thổ trong tháng 8, đánh dấu bước tấn công lớn nhất trong vòng 30 ngày kể từ tháng 10 năm 2022. Quân đội Nga tuần trước kiểm soát hoàn toàn thành phố pháo đài Ukleda sau thời gian dài vây hãm và đang áp sát Pokrovsk, trung tâm hậu cần trọng yếu của Ukraine ở mặt trận Donetsk. Binh sĩ Bogdan đồn trú ở thành phố Druskovka cho rằng chiến dịch ở tỉnh Kursk sẽ mang lại lợi ích cho Ukraine nếu diễn ra trong thời gian ngắn. Ông Johan Michel, chuyên gia quân sự thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng có trụ sở tại Pháp nêu quan điểm. Nga đang tiến quân ngày càng nhanh, dù hứng chịu tổn thất nặng, khó có thể nói rằng Ukraine đã đạt được mục tiêu trong chiến dịch quốc. Dù vậy, chuyên gia Michel cho rằng chiến dịch quốc cũng cho thấy tiềm lực của quân đội Ukraine và chứng minh rằng đưa binh sĩ vào Nga sẽ không gây ra thảm họa lớn như Moscow cảnh báo. Trưởng một đơn vị quân y của Lữ đoàn 25 quân đội Ukraine Oleksandr nhận định về mặt trận Pokrovsk Đây là nơi nguy hiểm nhất trong tất cả các mặt trận Ông Oleksandr và nhóm phóng viên BBC Có mặt tại phòng điều trị bên trong đơn vị quân y dã chiến Đông nghẹt người này Đây là tuyến đầu điều trị các binh sĩ Ukraine bị thương Tại mặt trận Pokrovsk Khu vực xung quanh thị trấn cùng tên Binh sĩ Ukraine thừa nhận Lực lượng Liên bang Nga đang tiến rất mạnh Chúng tôi vẫn chưa thể ổn định mặt trận Mỗi lần tiền tuyến di chuyển Chúng tôi di chuyển theo Nơi này nằm rất gần Pokrovsk thị trấn mỏ nằm cách thủ phủ tỉnh Donetsk khoảng 60 km về phía tây bắc. Binh sĩ quân y nói với nhóm phóng viên BBC rằng, gần đây họ phải điều trị tới 50 binh sĩ mỗi ngày. Con số lớn như thế là điều hiếm thấy trong thời gian trước đây của xung đột quân sự Nga-Ukraine. Thương binh Ukraine được đưa tới địa điểm bí mật này để điều trị vào lúc hoàng hôn, thời điểm ít có nguy cơ bị UAV vũ trang của Nga tấn công. Binh sĩ Ukraine bị thương trong trận chiến ác liệt bảo vệ Pokrovsk. Tương tự như những binh sĩ mà BBC gặp trên thực địa, chính phủ Ukraine thừa nhận rằng xung đột quanh thị trấn Pokrovsk đang là khốc liệt nhất trong tổng thể chiến trường. Chỉ cách đây vài tháng, thị trấn này vẫn được coi là tương đối an toàn, nơi có khoảng 60.000 người sinh sống với các con phố đầy những nhà hàng, quán cà phê và chợ. Các binh sĩ Ukraine cũng thường lui tới từ tiền tuyến về thị trấn này để nghỉ ngơi. Giờ đây, Pokrovsk không khác nào thị trấn Ma, hơn 3 phần tư số cư dân đã di tản. Tất cả những binh sĩ Ukraine mà nhóm phóng viên BBC nhìn thấy đều bị thương vào các thời điểm khác nhau trong buổi sáng nhưng họ mới chỉ đến đây sau khi màn đêm buông xuống để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, nhóm phóng viên cũng được thông báo rằng việc đến trễ như thế cũng đồng thời làm tăng nguy cơ tử vong và tàn tật cho những binh sĩ này. Mối đe dọa từ phía UAV Nga hiện hữu khắp nơi ở Pokrovsk. Cư dân Victoria Vasilevska, 50 tuổi chia sẻ: "Chúng tôi thường xuyên nghe thấy tiếng vù vù của UAV." Bà Vasilevska là một trong số ít dân thường đang cố gắng bám trụ tại thị trấn Pokrovsk. Nhưng giờ đây bà cũng phải đồng ý rằng đã đến lúc phải bỏ lại nhà cửa để đi sơ tán. Khu vực gờ phía đông của thị trấn đã trở nên đặc biệt nguy hiểm. Đáng chú ý, cư dân này thể hiện mong muốn có đàm phán giữa Nga và Ukraine trong lúc này nhằm chấm dứt xung đột vũ trang giữa hai nước. Tâm trạng như thế này cũng được ghi nhận ở hầu hết những người dân pokrovsk mà nhóm phóng viên BBC có nói chuyện với họ. Mới đây, cả Nga và Ukraine đều đưa tin rằng các đơn vị Moscow đã phát động thêm một đợt tấn công vào vùng Levane nằm ở phía tây nam Velika Novosinka và chọc thủng hàng phòng thủ của Ukraine tại đây. Các phóng viên quân sự Nga tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát được Levane và đang tiến về vùng ngoại ô phía nam của Novodarovka. Mặc dù Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK không tìm thấy bằng chứng xác nhận những tuyên bố này của Nga. Tuy nhiên, các chuyên gia kết luận rằng những thành quả chiến thuật này không phải là kết quả của bước tấn công bất ngờ từ phía Nga. Theo ISW, Nga hoạt động ngày càng tích cực trong một khu vực Trước đây vốn luôn yên tĩnh, tiêu biểu như Toretsk hay mặt trận phía tây của vùng Zaporizhia. Tuy nhiên, các hoạt động quân sự cho đến nay vẫn còn hạn chế và chỉ dẫn đến những thành công nhỏ về mặt chiến thuật. Các nhà phân tích tin rằng, lực lượng Nga có thể tiếp tục các hoạt động ở các tiền tuyến yên tĩnh hơn ở miền nam Ukraina vì một số mục đích, bao gồm đánh lạc hướng sự chú ý của lực lượng vũ trang Kiev khỏi các hoạt động tấn công ưu tiên của Nga ở vùng Donetsk, kìm chân lực lượng đối phương dọc theo mặt trận ở miền nam Ukraina và ngăn chặn quân đội Ukraine tái triển khai đến vùng Donetsk. Báo cáo cho rằng, về mặt lý thuyết, các hoạt động tấn công phối hợp của Nga tại khu vực lân cận các vùng Donetsk và Zaporizhia có thể hỗ trợ các nỗ lực rộng lớn hơn của Nga nhằm loại bỏ sự hiện diện của Ukraine ở phía tây vùng Donetsk. Chúng cũng có thể hỗ trợ quân đội Nga tiến sâu hơn về phía xa lộ H-15, Donetsk, Zaporizhia bằng cách gây sức ép lên xa lộ T-0518, Velika Novosinka, Bahatia, và đánh bật các lực lượng Kiev tại đây. Trong khi đó, Nga đã tăng cường hoạt động ở bờ tây sông Mokri Yali, con sông chảy dọc theo đường cao tốc T0518, cũng như ở vùng ngoại ô phía tây của Velika Novosinka, để tiến xa hơn dọc theo xa lộ T0518 và tấn công vào sườn phía tây, nơi quân đội Ukraine đang cố thủ. Quân đội Nga có thể sẽ cần phải chiếm Velika Novosinka. Điều này sẽ đòi hỏi phải tăng cường các hoạt động tấn công ở bờ đông của sông Mokri Yali ngay phía nam Velika, Novosinka. Việc Nga nỗ lực giành quyền kiểm soát Levane và Novodaroka là nhằm cắt đứt con đường nối Huliapole với Velika, Novosinka, làm gián đoạn hoạt động hậu cần của Ukraine tại Velika, Novosinka và giúp Nga mở rộng thành quả quân sự trong khu vực. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow tập trung nguồn lực nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới ở hướng khác, có quy mô tương đương với các hoạt động quân sự của Nga ở miền đông Ukraine. Thứ ba ngày mùng 5 tháng 11 tới, cử tri Mỹ sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, bỏ phiếu bầu chọn người đứng đầu đất nước. Tại Mỹ, ngày bầu cử luôn diễn ra vào thứ ba sau ngày thứ hai đầu tiên của tháng 11. Không giống như Pháp bầu tổng thống vào mùa xuân, Mỹ luôn bầu người đứng đầu nhà trắng vào giữa mùa thu. Truyền thống này bắt nguồn từ một đạo luật năm 1845 ấn định cuộc bầu cử đại cử tri, những cá nhân chịu trách nhiệm bầu tổng thống dựa trên số phiếu phổ thông ở các bang tương ứng với họ vào thứ ba sau ngày thứ hai đầu tiên của tháng 11. Nhưng tại sao lại có sự lựa chọn này? Nguyên nhân chọn ngày này xuất phát từ bối cảnh nông nghiệp của Mỹ thế kỷ 19. Trong những năm 1800, hầu hết công dân Mỹ là nông dân và sống xa nơi bỏ phiếu. Họ thường phải mất ít nhất một ngày để đến điểm bầu cử, nên các nhà lập pháp cần phải tạo ra khoảng trống 2 ngày để người dân di chuyển. Tổ chức vào dịp cuối tuần là bất hợp lý vì hầu hết mọi người đi nhà thờ vào chủ nhật, còn thứ tư là ngày họp chợ của nông dân. Vì vậy, thứ ba là ngày thuận tiện nhất trong tuần để tổ chức bầu cử. Tháng 11 được chọn vì đây là tháng nông nhàn. Nếu tổ chức vào mùa xuân và đầu mùa hè, cuộc bầu cử sẽ trùng với mùa gieo hạt. Vào cuối mùa hè và đầu mùa thu thì cuộc bầu cử sẽ trùng với mùa thu hoạch. Vì vậy, tháng 11, thời điểm cuối thu sau khi nông dân đã thu hoạch xong và trước khi đón mùa đông khắc nghiệt là lựa chọn tốt nhất. Họ chọn ngày thứ ba sau ngày thứ hai đầu tiên của tháng 11 để tránh cuộc bầu cử rơi vào ngày mùng 1 tháng 11 trùng vào ngày lễ các thánh và ngày mà các thương lái tổng kết doanh thu công việc từ tháng trước. Nhưng sự phát triển của điện báo đã thay đổi tình hình. Giáo sư lịch sử tại Đại học Rutgers, bang New Jersey, David Greenberg giải thích, những nơi bỏ phiếu cuối cùng có thể thấy ngay kết quả ở phần còn lại của đất nước. Nhờ sự phát triển của công nghệ này, để tránh làm sai lệch kết quả cuộc bỏ phiếu năm 1845, Quốc hội đã quyết định thông qua luật ấn định một ngày thống nhất ở cấp quốc gia cho cuộc bầu cử tổng thống. Một điều khoản sau này được mở rộng cho các cuộc bỏ phiếu khác. Ngoài việc ấn định bầu cử vào tháng 11, Quốc hội Mỹ còn chọn thứ ba làm ngày bầu cử. Sự lựa chọn này không phải ngẫu nhiên. Tổ chức vào dịp cuối tuần là bất hợp lý vì hầu hết mọi người đi nhà thờ vào chủ nhật. Còn thứ tư là ngày họp chợ của nông dân. Thứ hai cũng không được áp dụng vì cử tri sẽ phải hy sinh ngày chủ nhật của mình để đến phòng bỏ phiếu. Vì vậy thứ ba dường như là lựa chọn tốt nhất vào thời điểm đó. Ngày nay, quyết định một ngày bầu cử quốc gia đang bị thách thức. Trong tuần Đôi khi người dân rất khó để xin nghỉ làm để đi bầu cử, nhất là khi phải xếp hàng chờ hàng giờ để điền vào lá phiếu của mình. Cử tri hiện ủng hộ đối với việc bỏ phiếu sớm, vốn phát triển trong thời kỳ đại dịch COVID-19 nhằm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn tại các điểm bầu cử. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000, gần 100 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu trước qua đường bưu điện hoặc trực tiếp thay vì đi bỏ phiếu vào ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Tin đồn Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF, Trung tướng Heji Halevi thiệt mạng hiện đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội sau khi Hezbollah thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào gần khu vực Binyamina. Thông tin về Trung tướng Heji Halevi lan truyền sau vụ tấn công của Hezbollah khiến hơn 60 người bị thương. Các báo cáo về vụ ám sát tướng Halevi trở thành chủ đề xu hướng trên mạng xã hội X ngay sau vụ tấn công. Tiến sĩ Anastasia Maria Lopez, một chuyên gia về thẩm định thông tin trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi, đang tin rằng sự thiệt mạng của ông Halevi đã được xác nhận. Ông Lopez viết, các báo cáo ban đầu xác nhận vụ ám sát Tổng tham mưu trưởng Heiji Halevi và kèm bức ảnh bán chân dung của vị tướng này. Bắt xu hướng, bình luận viên người Mỹ Jackson Hinkle đăng trên mạng xã hội X rằng ông Halevi đã bị ám sát trong vụ tấn công sử dụng máy bay không người lái có cáp quang hiện đại. Tuy nhiên, báo chí Israel gọi đây là tin đồn. Trong tuyên bố đưa ra ngay sau vụ việc, phát ngôn viên quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cũng đã xác nhận 4 binh sĩ Israel thiệt mạng trong vụ tấn công, nhưng không nói gì về tướng Heji Halevi. Sau khi Hezbollah tấn công doanh trại của lữ đoàn Golani ở thị trấn Bini Amina, miền Bắc Israel, theo tờ The Times of Israel, Hezbollah tuyên bố những gì Israel chứng kiến ở phía nam Haifa không là gì so với những gì đang chờ đợi họ nếu họ quyết định tiếp tục gây xung đột với người dân của chúng tôi. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan tuyên bố Israel sẽ không để Hezbollah tái kiểm soát khu vực biên giới phía nam Liban sau khi chiến dịch của quân đội Israel kết thúc. Việc xe tăng quân đội Israel xâm nhập trái phép khu vực đóng quân của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc UNIFIL ở miền nam Liban gây nên sự phẫn nộ với cộng đồng quốc tế Vụ việc khiến UNIFIL gọi là những vi phạm gây sốc của Israel đối với lực lượng của họ, trong khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình có thể cấu thành tội ác nguy hiểm. Phản ứng với vụ việc, Mỹ, đồng minh của Israel đã nêu bật tầm quan trọng của việc cần triển khai mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn và an ninh cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Liban và các lực lượng vũ trang Liban. Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, yêu cầu trên do lãnh đạo bộ này, Lloyd Austin đưa ra trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant. Theo người phát ngôn lầu năm góc, Thiếu tướng Patrick Ryder, trong cuộc điện đàm, ông Austin cũng nêu bật sự cần thiết phải chuyển các hoạt động quân sự ở Liban sang ngoại giao để đảm bảo an ninh cho dân thường càng sớm càng tốt, cũng như khẩn trương thực hiện các bước để giải quyết tình hình nhân đạo tồi tệ ở Gaza. Trong khi đó, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu-EU Joseph Borrell cũng ra tuyên bố lên án mọi cuộc tấn công vào các phái bộ của Liên Hợp Quốc. Reuters dẫn tuyên bố nhấn mạnh, những cuộc tấn công như vậy nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Những cuộc tấn công này phải chấm dứt ngay lập tức. Theo ông, tất cả các bên trong cuộc xung đột đều có nghĩa vụ đảm bảo an toàn và an ninh cho nhân viên và tài sản của Liên Hợp Quốc. Ông Borrell cũng lưu ý EU đang chờ đợi lời giải thích và một cuộc điều tra toàn diện từ chính quyền Israel về các cuộc tấn công nhằm vào UNIFIL, lực lượng đóng vai trò cơ bản trong việc duy trì tình hình ổn định ở miền Nam Liban. Về phần mình, Israel đã phản đối một số báo cáo của Liên Hợp Quốc về các vụ việc liên quan đến UNIFIL. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng UNIFIL đang cung cấp lá chắn sống cho các chiến binh Hezbollah trong thời kỳ bùng nổ thù địch. Mặc dù vậy, hãng thông tấn AFP đưa tin trong cuộc trao đổi với người đồng cấp Italy Giorgia Meloni, ông Netanyahu bày tỏ lấy làm tiếc về bất kỳ tổn hại nào gây ra cho nhân viên UNIFIL tại Liban và nhấn mạnh sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn thương vong của UNIFIL. Theo chuyên gia Riccardo Ancaro, điều phối viên nghiên cứu tại Viện Các Vấn đề Quốc tế Italia, IAI, trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt là sự căng thẳng giao tranh giữa Israel và Hezbollah ở Liban Câu hỏi về vai trò và trách nhiệm của các nước phương Tây trong cuộc khủng hoảng này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), dường như chỉ là những bên quan sát thụ động trong một sự kiện kéo dài hàng thập kỷ mà họ phải chịu trách nhiệm lớn trong việc hình thành và tiếp diễn. Israel luôn khẳng định quyền tự vệ trước những đối thủ mà họ coi là mối đe dọa nghiêm trọng, bao gồm Hamas ở Palestine, Hezbollah ở Liban và Iran. Đây chắc chắn là những đối thủ không độ trời chung, nhưng cũng cần lưu ý rằng trong suốt nhiều thập kỷ, Israel đã không ngừng kích thích chủ nghĩa cực đoan của các đối thủ, gạt ra ngoài lề những tiếng nói ôn hòa và thực dụng. Thực tế, các nước phương Tây đã không dựng lên bất kỳ rào cản nào để ngăn chặn tình trạng này. Các đảng chính trị ở Israel, đặc biệt là đảng Likud, đã đóng vai trò quan trọng trong việc phản đối những nỗ lực xây dựng một nhà nước Palestine. Hamas, một lực lượng kháng chiến mà trước đây không được ủng hộ, giờ đây đã nổi lên như một biểu tượng của cuộc đấu tranh. Tuy nhiên, sự nổi lên này làm mất đi tính hợp pháp của chính quyền palestine điều này đã khiến nhiều chính phủ phương tây nhìn nhận người palestine như những kẻ cực đoan tạo điều kiện cho israel viện dẫn quyền tự vệ trước tình hình đó israel đã gần như kiểm soát hoàn toàn giải gaza không chỉ về mặt quân sự mà còn về nguồn cung cấp nước điện và lương thực phương tây đặc biệt là mỹ và châu âu phần lớn chấp nhận câu chuyện của israel rằng họ chỉ tự vệ nhờ ảnh hưởng to lớn của nhóm vận động hành lang ủng hộ israel không một chính trị gia Hoa Kỳ nào có thể không tuyên bố ủng hộ hoàn toàn và vô điều kiện cho Israel nếu họ hy vọng theo đuổi sự nghiệp chính trị nổi bật. Nếu không, họ sẽ phải chịu sự cáo buộc là những người bài do Thái. Hầu hết các quốc gia EU đã tuân theo một cách không chút do dự. Tuy nhiên, sự hỗ trợ này đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Các chính phủ phương Tây đã không chỉ chấp nhận mà còn biện minh cho các hoạt động mở rộng của Israel và các vùng lãnh thổ của người Palestine dẫn đến tình trạng bạo lực gia tăng và sự mất ổn định trong khu vực sự bất lực của phương tây trong việc can thiệp và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột israel palestine không chỉ thể hiện qua những hành động cụ thể mà còn nằm trong cách mà họ đối xử với các vấn đề nhân đạo các chính phủ phương tây dường như chỉ quan tâm đến việc ngăn chặn sự gia tăng căng thẳng mà không giải quyết tận gốc các vấn đề đã gây ra cuộc xung đột này dù mỹ và eu đã xác định rằng mục tiêu chính của họ là ngừng bắn ở gaza giải thoát các con tin và ngăn chặn sự leo thang trong khu vực họ cũng từ lâu đã ủng hộ việc thành lập một nhà nước palestine và tuyên bố rằng các hoạt động định cư của Israel là trở ngại cho hòa bình. Nhưng Israel không chỉ phớt lờ lời kêu gọi của họ mà còn làm suy yếu chúng. Có thể nói, gốc rễ của sự bất lực này nằm ở việc phương Tây đã chấp nhận câu chuyện đơn giản về quyền tự vệ của Israel mà không nhìn nhận đúng đắn về thực trạng của người Palestine. Do đó, phương Tây giờ đây chỉ có thể hy vọng rằng Hezbollah và Iran sẽ kiềm chế bản thân nhiều hơn Israel để tránh rủi ro ít nhất là đối với Mỹ bị lôi kéo vào một cuộc chiến mà họ không mong muốn. nguồn tin của nbc news cho biết cuộc tấn công đáp trả của israel nhằm vào iran có thể diễn ra vào cuối tuần này tuy nhiên danh sách các mục tiêu dường như đã được thu hẹp chỉ còn các căn cứ quân sự và cơ sở năng lượng cũng theo nbc news israel chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nên tấn công các cơ sở hạt nhân của iran hay không một phương án khác cũng được đưa ra là ám sát các chỉ huy quân sự iran đứng sau vụ tấn công tên lửa vào tel aviv trước đó bộ trưởng quốc phòng israel joab galan cho biết phản ứng của Israel đối với cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran sẽ nguy hiểm, chính xác và bất ngờ. Các thành viên thuộc nội các của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng ủng hộ Tel Aviv tiến hành cuộc tấn công đáp trả mạnh mẽ nhất, bao gồm cả các cơ sở hạt nhân của Iran. Trong khi đó, Mỹ muốn hạn chế phản ứng để tránh cuộc xung đột lớn hơn có thể lan rộng khắp khu vực. Trung Đông hiện đứng bên bờ vực của một cuộc xung đột toàn diện sau khi Tehran phóng loạt tên lửa vào Israel vào hồi đầu tháng 10. Tehran tuyên bố Hành động này nhằm đáp trả cho việc Tel Aviv sát hại các thủ lĩnh Hamas và Hezbollah cũng như một vị tướng của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Iran khẳng định cuộc tấn công chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự, không có thương vong dân sự nào của Israel được báo cáo. Trường hợp tử vong duy nhất được báo cáo là người đàn ông Palestine bị trúng mảnh vỡ tên lửa. Về phần mình, Iran cũng nhiều lần tuyên bố nước này đã sẵn sàng để tự vệ và đáp trả bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào của Israel đồng thời nhấn mạnh rằng tấn công đáp trả sẽ tương xứng. Trong một tuyên bố mới đây, IRGC nhấn mạnh nếu Israel nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran, Tehran sẽ đáp trả bằng cách tấn công các nhà máy lọc dầu của Tel Aviv. Cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng khác như nhà máy điện hoặc cơ sở hạt nhân cũng sẽ thúc đẩy các cuộc tấn công đáp trả vào các cơ sở tương ứng tại Israel. Iran cảnh báo Israel không nên thực hiện bất kỳ bước gia tăng căng thẳng không cân xứng nào nếu cuộc tấn công của Israel gây hại cho dân thường, Tehran có thể sẽ sửa đổi học thuyết hạt nhân chiến thuật của mình. Theo Times of Israel, vừa qua Iran cho biết nước này không đặt ra lăn danh đỏ trong việc tự vệ trước một cuộc tấn công tên lửa tiềm tàng từ Israel. Bên cạnh đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Arachi cũng gián tiếp đe dọa lực lượng Mỹ có khả năng vận hành một hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân ở Israel. Ngoại trưởng Arachi viết, mỹ đã cung cấp một lượng vũ khí kỷ lục cho israel giờ đây họ cũng đang đặt tính mạng của quân đội mình vào vòng nguy hiểm bằng cách triển khai họ để vận hành các hệ thống tên lửa của mỹ ở israel mặc dù chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều trong những ngày gần đây để ngăn chặn một cuộc chiến toàn diện trong khu vực nhưng tôi nêu rõ chúng tôi không có danh giới đỏ nào trong việc bảo vệ người dân và lợi ích của mình hiện bộ ngoại giao iran không đưa ra bất kỳ bình luận nào về phát ngôn trên Trước đó, vị quan chức hàng đầu bộ ngoại giao Iran này đã bác bỏ mọi khả năng cho rằng Tehran sẽ âm thầm hứng chịu đòn tấn công của Israel mà không có phản ứng nào khác. So với hồi tháng 4, vào thời điểm đó, Iran đã không phản ứng sau một cuộc tấn công trả đũa được cho là của Israel, vài ngày sau khi Tehran triển khai cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên vào Israel. Trong khi đó, truyền thông đưa tin Israel vẫn đang phối hợp chặt chẽ với nhà trắng để tìm ra phương án đáp trả Iran. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng phản đối một cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân hoặc ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran. Cả hai phương án đều được cho là Israel cân nhắc. Trong bối cảnh chuẩn bị cho cuộc đáp trả, truyền thông Israel cho hay cuối tuần trước, Nhà Trắng cũng xem xét gửi hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối, thả át tới Israel. Tuy nhiên, để vận hành chúng thì binh sĩ Mỹ phải có mặt tại Israel để điều khiển. Cũng trong một bản tin của đài NBC ngày 12 tháng 10, các quan chức Mỹ tin rằng Israel đã thu hẹp mục tiêu trong cuộc trả đũa tiềm tàng của mình đối với Iran và sẽ nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng nước này. Đài này cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Israel sẽ nhắm vào các cơ sở hạt nhân hoặc thực hiện các vụ ám sát ở Iran. Dẫn lời các quan chức Mỹ, bản tin nói thêm Israel vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về cách thức và thời điểm hành động. Iran đã bắn hơn 180 tên lửa đạn đạo vào Israel vào ngày mùng 1 tháng 10 trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và lực lượng phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban gia tăng. Nhiều tên lửa đã bị chặn khi đang bay, nhưng một số đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel. Các mảnh vỡ từ các vụ đánh chặn đã gây thương vong. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan cảnh báo Israel sẽ tấn công Iran theo cách mạnh mẽ, chính xác và gây bất ngờ. Thế giới vẫn đang nín thở chờ các động thái tiếp theo của cả hai bên trước lo ngại về viễn cảnh một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và Iran có thể bùng nổ. Trong các cuộc xung đột, ngôn từ và hình ảnh cũng là vũ khí như đạn bom. Mỗi bên đều cần truyền tải ấn tượng rằng họ đang chiến thắng bất kể thực tế ra sao. Theo Sky News, trong video về cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Israel do Iran công bố, cảnh báo của Tehran đối với Tel Aviv được viết trên thân của tên lửa. Nội dung của nó là chiến thắng quyết định các áp phích về nhà lãnh đạo chính trị hamas và thủ lĩnh hezbollah thiệt mạng trong các cuộc không kích của israel cũng được dán trên các tên lửa đạn đạo những hình ảnh đó có trong một video mà lực lượng vệ binh cách mạng iran gửi cho truyền thông về phần mình lực lượng phòng vệ israel idf cũng triển khai một chiến dịch thông tin cực lớn đóng vai trò chủ đạo trong cuộc xung đột với hamas các cảnh quay hình ảnh và đồ họa về các cuộc tấn công và tập trận quân sự được phát hàng ngày trên các kênh truyền thông xã hội và cho tất cả các tổ chức truyền thông chính thống Lực lượng phòng vệ Israel cũng sử dụng video và các bài đăng khác để giao tiếp trực tiếp với kẻ thù. Vài ngày trước, họ đã đăng một đoạn clip trên mạng xã hội X. Trong đó có cảnh một hàng domino, mỗi quân domino có hình ảnh của một vị chỉ huy Hezbollah lần lượt đổ xuống. Đoạn video kết thúc với nhiều quân domino vẫn đứng vững cho tới giờ, nhưng chỉ có khuôn mặt vô hồn. Theo sau là dòng chữ, còn tiếp. Mặt khác, trong bối cảnh gia tăng các mối lo ngại, bùng phát xung đột toàn diện ở Trung Đông, tiềm lực quân sự của hai cường quốc quân sự hàng đầu khu vực Israel và Iran đã được mang ra cân đo đong đếm. Việc Iran tăng cường trang bị vũ khí, khí tài cho lực lượng hải quân làm gia tăng lo ngại về những hậu quả thảm khốc nếu xảy ra xung đột giữa Israel và Iran vì cả hai dẫn đầu khu vực về tiềm lực quân sự. Theo báo cáo gần nhất của chuyên trang quân sự Global Firepower Mỹ, Iran đạt hạng 14 trong bảng xếp hạng chỉ số sức mạnh quân sự toàn cầu 2024, trong khi Israel đứng thứ 17. Đài DVK dẫn nhận định của giới quan sát rằng khó có thể so sánh sức mạnh quân sự của Israel và Iran vì mỗi bên đều có những thế mạnh riêng. Iran sở hữu nhiều khí tài tiên tiến, nhân lực chất lượng và kinh nghiệm chiến đấu dày dặn. trong khi đó, Israel nổi tiếng với năng lực tình báo hàng đầu và nhiều vũ khí tinh vi. Việc so sánh sức mạnh quân sự giữa Israel và Iran trở nên khó khăn còn bởi năng lực hạt nhân của mỗi bên vì những thông tin không đầy đủ. Dù chưa bao giờ công bố chính thức, nhưng Tel Aviv được cho là sở hữu khoảng 90 đầu đạn hạt nhân chiến thuật. trong khi đó Iran được cho là có sở hữu công nghệ hạt nhân chiến thuật và từng cảnh báo sẽ tự chế tạo vũ khí hạt nhân chiến thuật nếu sự tồn vong bị đe dọa. Ông John Crisaniak, nhà nghiên cứu chiến lược quốc tế tại Học viện Công nghệ Georgia, Mỹ cho biết, Israel và Iran đã tránh xung đột trực tiếp trong nhiều năm, nhưng nếu một cuộc xung đột căng thẳng hơn nữa xảy ra, chắc chắn sẽ rất ác liệt. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói trong một thông điệp video do văn phòng của ông công bố mới đây rằng, Ngài Tổng thư ký hãy đưa lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc ở Liban Unifin ra khỏi nơi nguy hiểm. Việc này phải được thực hiện ngay bây giờ, ngay lập tức. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Netanyahu cảnh báo nếu lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc vẫn ở nguyên vị trí, họ sẽ trở thành con tin của Hezbollah, nhóm vũ trang người Hồi giáo dòng CIA được Iran hậu thuẫn ở Liban. Israel đang đẩy mạnh chiến dịch không kích và tấn công trên bộ chống Hezbollah ở nước láng giềng lãnh đạo chính phủ israel nhấn mạnh lực lượng phòng vệ israel idf đã nhiều lần đưa ra yêu cầu rút quân gìn giữ hòa bình quốc tế nhưng đã bị từ chối điều đó đã cung cấp cho hezbollah một lá chắn sống việc các ngài từ chối sơ tán các binh sĩ unifin khiến họ trở thành con tin của hezbollah gây nguy hiểm cho cả họ và tính mạng của những binh sĩ chúng tôi đây không phải lần đầu tiên israel đề nghị unifin rút binh sĩ khỏi đường xanh thuật ngữ chỉ biên giới israel liban Unifin hồi đầu tháng này cho biết Israel đã yêu cầu họ rời khỏi một số vị trí ở miền nam Liban, song lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc không đáp ứng. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danen cũng khuyến nghị Unifin chuyển lực lượng về phía bắc khoảng 5 km để tránh nguy hiểm khi giao tranh gia tăng. Yêu cầu rút lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế khỏi Nam Liban được Thủ tướng Israel đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel bị cáo buộc tiến hành nhiều cuộc tấn công trực tiếp vào Unifin những ngày qua. Trong đó có các cuộc nổ súng vào căn cứ chính của lực lượng này ở Nakoura, phía nam bang, khiến một số binh sĩ bị thương. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã cực lực lên án hành vi tấn công của Israel, coi đó là sự thách thức trắng trợn luật pháp quốc tế. UNIFIL được thành lập năm 1978 để giám sát hoạt động rút quân của Israel sau khi nước này tiến đánh Liban để đáp trả vụ tấn công của các tay súng Palestine. Nghị quyết số 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được thông qua tháng 8 năm 2006, giao cho Unifin và quân đội Liban nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn giữa Hezbollah và Israel sau cuộc xung đột kéo dài gần một tháng. Unifin có khoảng 10.000 binh sĩ đóng tại miền Nam Liban. Theo trang tin Axios của Mỹ, người đứng đầu cơ quan tình báo Sinbad của Israel, ông Ronen Bar mới đây đã có chuyến đi bí mật tới Cairo để thảo luận với Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Ai Cập Abbas Kamen về việc khôi phục đàm phán ngừng bắn Nguồn tin cho biết, một trong các nội dung thảo luận trọng tâm là vấn đề cửa khẩu Rafah trên đường biên giới chung giữa giải Gaza và Ai Cập. Khu vực này đã bị Israel kiểm soát từ hồi tháng 5 khi lực lượng phòng vệ Israel IDF mở chiến dịch bộ binh vào phía nam Gaza. Tuy nhiên, cuộc thảo luận đã không đạt được bất kỳ đột phá nào. Hồi tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tái khẳng định lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột Israel-Hamas ở Gaza sẽ là cách tốt nhất để ngăn chặn bạo lực lan rộng ở Trung Đông. Cụ thể, trong cuộc họp báo chung sau cuộc họp với người đồng cấp Ai Cập, Bad Abdelati, ông Blinken cho biết hai bên đã thảo luận về tầm quan trọng của việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn và sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu này cùng với đối tác trong khu vực là Qatar. Ông Blinken nhấn mạnh lệnh ngừng bắn là cơ hội tốt nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, để giải quyết các nguy cơ đe dọa sự ổn định của khu vực. Về phần mình, Ngoại trưởng Ai Cập Bad Abdelati khẳng định Cairo sẽ không chấp nhận bất kỳ thay đổi nào đối với các thỏa thuận an ninh đã có trên biên giới với Gaza trước khi xung đột nổ ra giữa Israel và Hamas. Ông Abdelati nhắc lại lập trường phản đối mọi sự hiện diện quân sự dọc theo phía đối diện của cửa khẩu biên giới và hành lang Philadelphia. Theo thông báo từ văn phòng Tổng thống Ai Cập, trong cuộc thảo luận kéo dài 90 phút, hai bên đã bàn về cách tăng cường nỗ lực chung giữa Ai Cập, Mỹ và Qatar để đạt được tiến triển trong đàm phán ngừng bắn và trao đổi con tin ông sisi cũng kêu gọi can thiệp quyết liệt để đẩy nhanh việc vận chuyển viện trợ vào gaza và chấm dứt các hành vi vi phạm của israel ở bờ tây theo nguồn tin mỹ hai trở ngại chính trong đàm phán hiện nay là israel từ chối rút khỏi hành lang philadelphi dọc biên giới ai cập gaza và yêu cầu mới của hamas về việc thả tù nhân palestine được biết tiến trình đàm phán gián tiếp giữa israel và hamas dưới sự trung gian của mỹ ai cập và qatar đã bị đình trệ từ nhiều tuần trước sau khi quân đội Israel chuyển trọng tâm tác chiến về mặt trận phía Bắc, tức chiến trường Liban, nhiều nhà phân tích khu vực lo ngại mặt trận Gaza, bao gồm các nỗ lực chấm dứt xung đột tại đây bị lãng quên trong bối cảnh dư luận đổ dồn sự chú ý vào chiến trường Liban cũng như cục diện đối đầu quân sự nguy hiểm giữa Israel và Iran. Quay trở lại với những biến động địa chính trị trên chính trường thế giới được cập nhật trong suốt 24 giờ qua, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Theo hãng tin Reuters, vừa qua cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tuyển thêm 10.000 nhân viên tuần tra biên giới nếu ông đắc cử Tổng thống một lần nữa. Tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc vận động tranh cử ở bang biên giới Arizona, một trong những bang chiến địa quan trọng của kỳ bầu cử lần này. Ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa khẳng định sẽ theo đuổi mục tiêu trên bằng cách yêu cầu Quốc hội cấp ngân sách để tăng lương 10% cho nhân viên biên giới. Những ai ký mới hoặc ký tiếp hợp đồng sẽ nhận thêm 10.000 đô la Mỹ tiền lót tay Đứng trên sân khấu cùng lãnh đạo nghiệp đoàn tuần tra biên giới, cựu Tổng thống Mỹ tuyên bố điều này sẽ đảm bảo chúng ta có thể tuyển và giữ chân những nhân viên tuần tra biên giới chúng ta cần. Hiện toàn nước Mỹ có khoảng 20.000 nhân viên tuần tra biên giới. Nếu ông Trump hoàn thành lời hứa của mình, quy mô lực lượng này sẽ tăng gấp rưỡi. Trước đó, trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã nhiều lần sử dụng luận điệu chống lại người nhập cư, cam kết sẽ trục xuất hàng loạt nếu ông đắc cử. Vào tháng 7, đoàn di cư hơn 3.000 người cấp tốc rời miền Nam Mexico hy vọng kịp tới biên giới Mỹ trước tháng 11 vì lo ngại ông Trump đắc cử và siết kiểm soát biên giới. Người di cư qua ngã Mexico trong những năm gần đây thường tổ chức thành các nhóm lớn để ngăn nguy cơ bị băng đảng tấn công hoặc bị giới chức nhập cư Mexico chặn lại. Khi tới miền Nam Mexico, các đoàn người có xu hướng giải tán sau hàng trăm km quốc bộ mệt mỏi. Mexico gần đây cũng siết quy định đối với người di cư ngồi xe buýt hoặc tàu hỏa tới biên giới Mỹ. Những người vào Mexico mà không có thị thực hiếm khi được cấp phép đi lại trong bối cảnh cuộc đua vào nhà trắng giữa ông trump và phó tổng thống kamala harris đi vào những trạng cuối cả hai đều ở trong thế kẻ tám lạng người nửa cân và việc nhập cư kiểm soát biên giới đang là vấn đề hàng đầu mà cử tri quan tâm ở khía cạnh này ông trump đang chiếm ưu thế hầu hết khảo sát cho thấy phần lớn cử tri tin cựu tổng thống sẽ xử lý vấn đề nhập cư tốt hơn đối thủ do đó trong nhiều ngày qua ông trump liên tục tìm cách nâng tầm quan trọng của các vấn đề biên giới càng đến gần ngày bầu cử những diễn ngôn của ông Trump liên quan đến người nhập cư càng trở nên cứng rắn. Dù hơn 240 triệu người Mỹ đủ điều kiện bỏ phiếu, nhưng chỉ một số lượng tương đối nhỏ thực sự quyết định cuộc bầu cử năm nay. Các cử tri ở bảy bang giao động, còn gọi là các bang chiến trường, nhiều khả năng sẽ đóng vai trò then chốt với việc Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hay cựu Tổng thống Donald Trump tiếp quản Nhà Trắng. Trong số bảy bang chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, ba bang là Georgia, Michigan và Wisconsin không đăng ký cử tri theo đảng phái. Tại bốn bang còn lại, cử tri đăng ký đi bỏ phiếu theo đảng mà mình ủng hộ. Đáng chú ý, dữ liệu đăng ký bầu cử cho thấy ưu thế về số lượng cử tri đăng ký của Đảng Dân chủ so với Đảng Cộng hòa đã giảm ở ba bang chiến trường Pennsylvania, Bắc Carolina và Nevada. Trong khi đó, tại bang chiến trường Arizona, Đảng Cộng hòa đang dẫn trước về số cử tri đăng ký với cách biệt đáng kể. Cụ thể, cử tri dân chủ ở Pennsylvania đã giảm khoảng 300.000 người so với năm 2020, trong khi cử tri Cộng hòa tăng khoảng 70.000 người và cử tri độc lập tăng từ 83.000 người đến 85.000 người. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu dư luận Baurus Os nhận định rằng nhiều cử tri dân chủ đã chuyển sang đăng ký làm cử tri độc lập hoặc không đăng ký bỏ phiếu do thất vọng với chính quyền hiện tại của Tổng thống Joe Biden. Tình hình tại Bắc Carolina cũng tương tự, khi ưu thế của cử tri dân chủ giảm từ hơn 393.000 người vào năm 2020 xuống chỉ còn khoảng 130.000 người. Năm 2020, dù đảng Dân chủ dẫn trước, nhưng ông Donald Trump vẫn thắng tại bang này. Và hiện tại, với việc giảm mạnh số lượng cử tri đăng ký, cơ hội chiến thắng của ông Trump đã tăng lên 64%. Tại Nevada, Lợi thế về số lượng cử tri dân chủ cũng giảm từ 79.000 vào năm 2020 xuống còn 29.000 vào năm 2024. Theo ông John Ralston, nhà bình luận chính trị ở Nevada, sự thay đổi này không phải do cử tri Cộng hòa tăng lên, mà do nhiều cử tri chuyển sang đăng ký độc lập. Đây cũng là một dấu hiệu đáng lo ngại cho đảng Dân Chủ. Ở bang Arizona, đảng Cộng hòa đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong số lượng cử tri đăng ký, có khả năng làm khó cho bà Kamala Harris trong việc giành chiến thắng tại đây khác với thành công của ông Biden năm 2020. Trong bối cảnh các cuộc khảo sát cho thấy hai ứng cử viên đang cạnh tranh rất sát sao với tỷ lệ ủng hộ bằng nhau 48% cho cả ứng viên dân chủ và ứng viên cộng hòa trên toàn quốc. Tình hình cử tri ở các bang chiến trường này sẽ đóng vai trò quyết định trong cuộc bầu cử. Các nhà phân tích cho rằng việc giảm sút cử tri dân chủ sẽ là một thách thức lớn cho bà Harris, đặc biệt ở những khu vực dao động như Erie, Northampton và Bucks tại Pennsylvania. Với bối cảnh này, Đảng Dân Chủ cần nhanh chóng có những chiến lược hiệu quả để thu hút cử tri trở lại, nếu không sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc bầu cử tới. Vừa qua, Phó Thủ tướng Shakby Alexander Vulin cho biết Liên minh châu Âu EU đang đưa ra những yêu cầu ngày càng cứng rắn đối với Shakby và không đưa ra bất kỳ tiến triển nào về tư cách thành viên. Để đổi lại, Benggrad sẽ khám phá lựa chọn thay thế là gia nhập BRICS. Theo đó, phó thủ tướng Vulin nói với tờ báo Đức Berliner Zeitung trong cuộc phỏng vấn được công bố mới đây: "EU chỉ cần nói là không muốn chúng tôi. Chúng tôi coi EU là đối tác, nhưng chúng tôi không hoàn toàn chắc chắn rằng EU coi chúng tôi là đối tác. Tại sao các vị cứ đặt ra những điều kiện mà chúng tôi không thể đáp ứng?" Serbia, nước cộng hòa lớn nhất của Nam từ cũ, đã nộp đơn xin gia nhập EU vào năm 2009 và trở thành ứng cử viên kể từ năm 2012. Nhưng EU gần đây nêu thêm điều kiện gia nhập với Serbia là phải công nhận tỉnh ly khai Kosovo. Theo Phó Thủ tướng Vulin, Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa bao giờ buộc Serbia phải lựa chọn giữa Bruxelles và Moscow hoặc đe dọa các đứt quan hệ nếu Belgrade bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập EU. Về vấn đề này, ông Vulin đã đưa ra câu hỏi chờ lời giải đáp của Liên minh châu Âu. Trong khi đó, các nhà đàm phán EU nói với chúng tôi, nếu các vị không cắt đứt quan hệ với Nga, các vị sẽ không được gia nhập EU vậy chúng tôi có phải là đối tác hay không hay chúng tôi không có quyền lợi riêng của mình đồng thời phó thủ tướng shakbi khẳng định rằng sẽ là vô trách nhiệm nếu nước này không xem xét tất cả các cơ hội bao gồm cả tư cách thành viên của brics ông nhấn mạnh nếu brics gần đây đã thu hút thêm nhiều thành viên mới như các tiểu vương quốc ả rập thống nhất ả rập xê út hoặc thổ nhĩ kỳ thì điều này cũng tương tự như đối với shakbi không còn nghi ngờ gì nữa brics hoàn toàn có thể thay thế eu brics đã vượt qua khối g 7 do mỹ đứng đầu về thị phần GDP toàn cầu, có ngân hàng phát triển riêng và đã mở rộng từ 4 thành viên vào năm 2006 gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc lên 5 thành viên bao gồm cả Nam Phi vào năm 2011. Đầu năm 2024, bốn quốc gia Ai Cập, Iran, Ethiopia và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, UAE đã chính thức trở thành thành viên của nhóm và Ả Rập Xê Út đang hoàn tất quá trình gia nhập. Cho tới tháng 9 năm nay, trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushakov xác nhận rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức nộp đơn xin gia nhập BRICS và trở thành quốc gia NATO đầu tiên nộp đơn. Hàng chục quốc gia khác, trong đó có Azerbaijan, Algeria, Indonesia, Pakistan, Malaysia, Nigeria, Thái Lan, Venezuela, Kazakhstan, Palestine, Cộng hòa Dân chủ Congo, Gabon, Bangladesh, Bahrain, Kuwait Senegal và Bolivia cũng đã bày tỏ mong muốn gia nhập BRICS. Mới đây, hãng thông tấn SPA của Ả Rập Xê Út đưa tin các lực lượng hải quân và không quân của Hy Lạp, Ai Cập, Pháp, Cộng hòa Ship cùng với Ả Rập Xê Út đã bắt đầu cuộc tập trận chung mang tên Medusa 13 được tổ chức tại Hy Lạp. Theo chỉ huy hải quân Ả Rập Xê Út, Đại tá Fat al Humaidi al Otaibi, cuộc tập trận này được thiết kế nhằm tăng cường hợp tác quân sự quốc tế và thúc đẩy hợp tác an ninh chung giữa các nước tham gia. Trọng tâm của cuộc tập trận Medusa 13 là thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu chung, sử dụng vũ khí hiện đại, phối hợp giữa các đơn vị khác nhau để chống lại các mối đe dọa hàng hải phi truyền thống và trao đổi chuyên môn trong việc bảo vệ các khu vực hoạt động khỏi nhiều mối nguy hiểm khác nhau. Cuộc tập trận sẽ kéo dài vài ngày, diễn ra trên đảo Crete của Hy Lạp và tại các khu vực hoạt động quan trọng ở địa Trung Hải. Medusa 13 sẽ bao gồm các hoạt động quân sự, hoạt động thông tin, tấn công đổ bộ và kịch bản sơ tán dân thường, làm nổi bật tính toàn diện của hoạt động huấn luyện này. Cuộc tập trận chung dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào việc nâng cao năng lực hải quân và không quân cho tất cả các quốc gia tham gia, đồng thời thúc đẩy an ninh khu vực. Theo ban tổ chức, các nước tham gia cuộc tập trận Medusa 13 đã cử các binh sĩ thuộc những đơn vị của lực lượng hải quân, thủy quân lục chiến, cùng nhiều máy bay và tàu chiến tham dự hoạt động huấn luyện chung này. Trước đó, cuộc tập trận Medusa 12 đã được tổ chức vào tháng 11 năm 2012 với sự góp mặt của quân đội các nước bao gồm Hy Lạp, Cộng hòa Síp, Ả Rập Xê út, Ai cập và Mỹ, trong khi đại diện của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, UAE, Bahrain, Jordani, Đức, Pháp, Rumani, Congo và Maroc đóng vai trò quan sát viên. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, thưa quý vị trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra khốc liệt, cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào yếu điểm của đối phương. Bên cạnh đó, viện trợ và những vấn đề liên quan đến cuộc xung đột giữa hai nước cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Người đứng đầu cơ quan quân sự tỉnh Zaporizhia, ông Ivan Fedorov mới đây cho biết, trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã thực hiện 7 cuộc không kích vào Zaporizhia Malatomatska và Novodarovka. Tại tỉnh Zaporizhia, 170 UAV các loại đã nhằm vào các khu vực Bilenke, Primorske, Lokove, Huliaipole, Novoandriyevka, Novodanilovka, Rabotino, Malatomatska, Levane và Malinovka. Ngoài ra, 19 cuộc tấn công từ hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS đã hướng vào Novokraika, Huliaipole, Novodanilovka, Rabotino và Malatomatska. Theo quan chức này, mức độ thiệt hại của cuộc tấn công chưa được xác định. Cùng ngày, không quân Ukraine cho biết quân đội Nga đã phóng 68 máy bay tấn công không người lái, hai tên lửa Iskander-M và hai tên lửa Kh-59 nhằm vào Ukraine. Các đơn vị phòng không Ukraine đã phá hủy 31 máy bay không người lái ở Kiev, Poltava, Chernihiv, Sumy và Chekatsky. 36 UAV khác đã bị mất khỏi radar có thể do hệ thống tác chiến điện tử áp chế. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong tuần qua, Nga đã sử dụng khoảng 900 quả bom dẫn đường, hơn 40 tên lửa và 400 máy bay không người lái nhắm vào Ukraine. Người đứng đầu Ukraine nói, không có quốc gia nào phải chịu đựng những thử thách như vậy một mình. Các đối tác của chúng tôi có khả năng cung cấp các hệ thống phòng không chất lượng, đủ số lượng, đưa ra quyết định về năng lực tầm xa của Ukraine, cũng như đảm bảo cung cấp kịp thời viện trợ phòng thủ cho quân đội của Kiev. Không được lãng phí thời gian, chúng tôi đang làm việc không mệt mỏi để có được các phương tiện nhằm đáp trả Nga. Các cuộc không kích của Nga trong khoảng một tháng qua chủ yếu sử dụng máy bay không người lái. Nhiều chuyên gia quân sự nhận định đây là chiến lược nhằm thăm dò và làm suy yếu hệ thống phòng không của Ukraine trước khi Moscow tiến hành những cuộc không kích mạnh mẽ hơn, sử dụng nhiều tên lửa hơn. Theo giới phân tích, việc thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mang lại một số lợi ích cho Nga. Thứ nhất, điều này buộc Ukraine phải sử dụng hết một số tên lửa dự trữ của họ để đánh chặn UAV. Thứ hai, vị trí của hệ thống phòng không Ukraine sẽ bị lộ trong quá trình họ bắn hạ máy bay không người lái, tạo điều kiện cho Nga lập kế hoạch cho các cuộc tấn công trong tương lai. Máy bay không người lái tấn công tương đối rẻ, với giá thành chỉ vài nghìn đô la Mỹ, nhưng tên lửa đánh chặn được sử dụng để bắn hạ chúng lại đắt hơn rất nhiều. Nhiều nhà phân tích ở Ukraine dự đoán Nga sẽ tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này trước mùa đông nhằm gây thiệt hại lớn cho Ukraine. trong bối cảnh công nghệ ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trên chiến trường các quân đội hiện đại đang chuyển sang sử dụng robot và trí tuệ nhân tạo ai để giành lợi thế chiến thuật cuộc xung đột tại ukraine dù không phải là cuộc xung đột đầu tiên sử dụng máy bay không người lái drone đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi các thiết bị này được triển khai hàng loạt trên không trên đất liền và trên biển điều này đã thúc đẩy nga đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ robot quân sự một trong những lĩnh vực được coi là chiến lược trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng quốc phòng đặc biệt khái niệm trí thông minh bầy đàn đã thu hút sự quan tâm lớn tại technopolis ra công nghệ này cho phép các drone hoạt động theo nhóm phối hợp mô phỏng hành vi tập thể trong tự nhiên với cách tiếp cận này mỗi drone có thể tương tác với các drone khác để hoàn thành nhiệm vụ mà không cần sự giám sát trực tiếp từ con người điều này mang lại lợi thế chiến lược quan trọng khi cho phép các drone tự động thích ứng với thay đổi trên chiến trường đồng thời tăng cường khả năng tấn công tập thể vào các mục tiêu quan trọng Tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế Army 2024, Nga đã giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng máy bay không người lái Lancet với tầm hoạt động xa hơn, chất lượng hình ảnh tốt hơn. Bên cạnh những nỗ lực nhằm cải thiện năng lực hoạt động của máy bay không người lái cảm tử Lancet, các chuyên gia công nghệ Nga cũng đang nghiên cứu phát triển một dòng máy bay trinh sát không người lái mới. Theo hãng thông tấn TASS, các chuyên gia đặc biệt chú trọng đến việc nâng cấp hệ thống trinh sát tấn công của Lancet nhằm tăng thời gian hoạt động trên không và cải thiện kênh liên lạc. Họ cũng đang nghiên cứu một dòng máy bay không người lái trinh sát mới có tầm bay xa hơn các phiên bản hiện tại. Trong cuộc xung đột tại Ukraine, Nga đã triển khai nhiều drone mặt đất, trong đó nổi bật là UGV Uran-9, một robot chiến đấu trang bị vũ khí hạng nặng như súng phóng lựu tự động và tên lửa chống tăng. Những hệ thống này được thiết kế đặc biệt cho các hoạt động quân sự tại các khu vực đô thị, nơi đòi hỏi tính chính xác và sự linh hoạt cao. Dù các nguyên mẫu robot quân sự đã cho thấy tiềm năng lớn, nhiều hệ thống vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và cần tinh chỉnh thêm trước khi được triển khai hàng loạt. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự Nga tin rằng cuộc xung đột tại Ukraine đã tạo ra một cơ hội quý giá để thử nghiệm các công nghệ mới trong điều kiện thực tế. Vào tháng 6 vừa qua, quân đội Nga đã thử nghiệm máy bay không người lái vận tải Perun có thể nâng một binh sĩ có vũ trang. Máy bay không người lái vận tải hạng nặng của Nga đang được quân đội thử nghiệm. Máy bay không người lái quadcopter lớn có thể nâng tải trọng lên tới 200 kg và được quảng cáo là giải pháp hậu cần ở tiền tuyến có giá cả phải chăng. Nga cũng đang phát triển các drone y tế như Scorpion được thiết kế để sơ tán thương vong và drone trinh sát Pitbull hỗ trợ trong các nhiệm vụ tình báo và quan sát. Những công nghệ này phản ánh phạm vi rộng lớn của các ứng dụng mà Nga kỳ vọng có thể tích hợp vào quân đội trong tương lai. Việc tích hợp các hệ thống robot quy mô lớn vào các hoạt động quân sự không chỉ là một bước tiến công nghệ mà còn là yếu tố then chốt giúp Nga duy trì ưu thế chiến lược trong các cuộc xung đột tương lai. Với sự cam kết mạnh mẽ từ chính phủ, các nhà lãnh đạo quốc phòng Nga tin rằng robot tự trị sẽ là một phần không thể thiếu trong lực lượng quân đội của họ trong những năm tới. Chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat, tướng Apti Alaudinov Al tuyên bố đã giải phóng 19 khu định cư ở vùng Kursk, theo ông, hướng Quốc đang tích cực tiến về phía trước. Tướng Apti Alaudinov nhấn mạnh, trong thời gian qua, trong gần 2 tháng này, tổng cộng có 19 khu định cư đã được giải phóng khỏi tay đối phương. Ông cũng nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng tấn công khu vực Belgorod, nhưng cuộc tấn công đã bị bẻ gãy. Tướng Apti Alaudinov chỉ rõ họ cố gắng tấn công ở một khu vực, tiếp cận với lực lượng nhỏ nhưng bị cắt đứt và thiệt hại đến nỗi những binh sĩ còn sống buộc phải rút sang bên kia biên giới. Trong khi đó, theo kênh nội bộ Ukraine Resident, quân đội Nga đã tập hợp một lực lượng lớn gấp 5 lần quân đội Ukraine trên mặt trận Kursk. Quân đội Ukraine không được chuẩn bị để đối phó và đơn giản là không thể ngăn chặn cuộc phản công của quân đội Nga. Khi quân đội Nga tấn công các khu định cư này, những binh sĩ Ukraine còn lại đã hoảng loạn, rút lui vào các cánh đồng và rừng. Quân đội Nga cần đẩy nhanh các hoạt động dọn dẹp để tránh những tàn quân này thoát ra từ một góc khuất nào đó trong vòng vây. Trong diễn biến có liên quan, theo ghi nhận, hàng không quân sự Nga đã thực hiện hơn 25 cuộc tấn công vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine ở những khu vực Zeleny, Slyak, Malaya, Lopnia và Suza ở vùng Kursk. Như vậy, thời điểm đó đã lập kỷ lục về số lượng cuộc không kích. Thời tiết tạo ra những điều chỉnh đối với hành động của binh sĩ Ukraine trên chiến trường. Đường xá dần trở nên lầy lội do mưa, buộc quân đội Ukraine phải tập trung thiết bị dọc theo ba tuyến đường trải nhựa Diakonovo, Suza, Lugov, Suza, và Rinsk, Korenevo, Suza về phía biên giới nước này. Ngay khi thiết bị và con người được đưa ra khỏi khu vực tập kết để sử dụng, họ ngay lập tức bị ném bom FAB gắn mô đun UMPC và kết hợp với đòn tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái. Vẫn chưa rõ diễn biến cuộc phản công của Nga một cách chắc chắn 100% bởi vì tình hình ở khu vực Kursk thay đổi gần như mỗi giờ. Nơi nào chiến tuyến đã hình thành ít nhiều, có thể xuất hiện vùng xám hoặc vùng nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga hoặc vùng có các nhóm thất lạc thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay lực lượng nước này đang duy trì áp lực đối với quân đội Nga ở tỉnh Kursk. Ông nói: "Giao tranh ở Kursk đã kéo dài sang tháng thứ ba và chúng tôi duy trì áp lực cần thiết với Nga trong khu vực này. Trong khi nỗ lực đẩy lùi chiến dịch của Ukraine ở Kursk, quân đội Nga tiếp tục đà tiến quân ở Donetsk, một trong hai tỉnh thuộc vùng Donbas mà Moscow tuyên bố là trọng tâm cuộc xung đột ở Ukraine. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, SpaceX đã cung cấp hàng chục nghìn thiết bị kết nối Internet vệ tinh Starlink cho Ukraine. Ngay cả khi mạng di động và Internet bị phá hủy do chiến sự, các thiết bị Starlink vẫn cho phép Ukraine duy trì kết nối. Starlink là mạng vệ tinh của công ty SpaceX Mỹ, cung cấp kết nối Internet toàn cầu, đặc biệt là phục vụ người dân ở những nơi xa xôi nhất trên trái đất. Nhờ Starlink, quân đội Ukraine có một hệ thống thông tin liên lạc đáng tin cậy các binh sĩ Ukraine sử dụng các hệ thống này để phối hợp các nhiệm vụ phản công hoặc yêu cầu hỗ trợ pháo binh, cũng như điều khiển các thiết bị không người lái tấn công Nga. Tuy nhiên, tờ Washington Post dẫn nguồn tin từ quân đội Ukraine mới đây cho hay, các thiết bị Stalin từ công ty Mỹ SpaceX đã giúp Nga đạt được đà tiến nhanh chóng trên chiến trường Ukraine, đặc biệt tại Vuleda, nơi Kiev đã thất thủ trong vài tuần sau khi họ đã bám trụ trong suốt hai năm qua. Quân đội Ukraine từng có lợi thế đáng kể so với quân đội Nga trong hoạt động thông tin liên lạc điều phối tác chiến nhờ Starlink. Nhưng giờ đây, Nga cũng đã tận dụng thiết bị này. Vào tháng 2, quân đội Ukraine cáo buộc phía Nga sử dụng thiết bị đầu cuối Starlink trong chiến đấu. Sau đó, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, DIU cho biết, quy mô sử dụng Starlink của Nga ở Ukraine ngày càng tăng và đang trở nên có hệ thống. Washington Post cho hay, Starlink cho phép Nga sử dụng Internet vệ tinh để tăng cường phối hợp trong các cuộc tấn công, thực hiện nhiều vụ tấn công UAV và pháo kích chính xác quân đội Ukraine. 6 binh lính và sĩ quan Ukraine từ các đơn vị riêng biệt ở Donetsk nói với tờ Washington Post rằng Nga đã thu hẹp khoảng cách công nghệ, giúp lực lượng gắn kết hơn và tăng tần suất cũng như độ chính xác của các cuộc tấn công. Một sĩ quan thuộc lữ đoàn cơ giới số 72, đơn vị đã bảo vệ khu vực Volodya từ năm 2022 và gần đây buộc phải rút lui, đã nêu bật việc Nga triển khai hệ thống Stalin cũng như việc Kiev thiếu quân và vũ khí là những yếu tố góp phần khiến Volodya thất thủ. Ở diễn biến khác, tờ European Pravda đưa tin, tân tổng thư ký NATO, ông Mark Rutte đến Đức vào ngày 14 tháng 10. Ông dự kiến đến tham trụ sở liên minh, nơi điều phối nguồn cung cấp vũ khí và đào tạo cho lực lượng Kiev. Như đã nêu, ông Rutte sẽ đến thành phố Mons của Bỉ trước, nơi ông sẽ đến tham trụ sở trung tâm của lực lượng vũ trang liên minh tại châu Âu. Tại đây, ông sẽ gặp chỉ huy cấp cao nhất, tướng Christopher Cavoli và các sĩ quan cấp cao khác. Vào buổi chiều, ông sẽ gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius tại Biden và thăm Bộ Tư lệnh Hỗ trợ và Đào tạo NATO Ukraine, NSATU. Mục tiêu của cơ cấu mới là cung cấp cho Kiev hỗ trợ an ninh dài hạn, đảm bảo hỗ trợ được tăng cường, có thể dự đoán và phối hợp. Cơ cấu mới sẽ điều phối hỗ trợ và tập trận. Liên minh trước đó đã giải thích rằng cơ cấu mới cung cấp hỗ trợ và đào tạo cho Kiev không thay thế nhóm liên lạc về các vấn đề quốc phòng của Ukraine, tức định dạng Ramstein. Mới đây, Kiev tuyên bố lực lượng Ukraine đã phá hủy một máy bay vận tải quân sự tại một sân bay sâu bên trong lãnh thổ Nga. Cơ quan tình báo quân sự của Kiev cho biết lực lượng nước này đã phá hủy máy bay vận tải TU-134 dạng sáng 13 tháng 10 tại một sân bay quân sự ở vùng Orenburg, cách biên giới với Ukraine khoảng 1.000 km. Trên phương tiện truyền thông xã hội, cơ quan này còn nêu rõ những chiếc máy bay do Liên Xô chế tạo chủ yếu được sử dụng để chở lãnh đạo của Bộ Quốc phòng Nga cơ quan này đã đăng tải đoạn phim về những gì Ukraine cho là một cuộc tấn công đốt phá, cho thấy ngọn lửa bùng cháy bên trong một chiếc máy bay nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về cách thức thực hiện cuộc tấn công này. Hiện Moscow chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên. Ở một diễn biến khác, cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn của NATO mang tên Steadfast Nun bắt đầu diễn ra từ ngày 14 tháng 10 tại Bắc Âu. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết cuộc tập trận diễn ra chủ yếu ở Anh, biển Bắc Bỉ và Hà Lan. Đồng thời, cuộc tập trận được tổ chức nhằm mục đích chứng minh với các đối thủ rằng NATO đã sẵn sàng ứng phó với mọi mối đe dọa. NATO thông tin thêm, cuộc tập trận được lên kế hoạch và chuẩn bị trong hơn một năm và kéo dài trong vòng 2 tuần. 8 căn cứ không quân, 2.000 quân nhân từ 13 quốc gia liên minh sẽ tham gia vào cuộc diễn tập. Nhiều loại máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu hộ tống và máy bay tiếp nhiên liệu cũng như máy bay trinh sát và tác chiến điện tử cũng tham gia vào cuộc tập trận. NATO cho rằng liên minh liên tục thực hiện tập trận nhằm đảm bảo độ tin cậy và hiệu quả của lực lượng gian đe hạt nhân. Đặc biệt, máy bay chiến đấu F-35A mới của Hà Lan được sử dụng trong nhiệm vụ gian đe hạt nhân. Trợ lý Tổng thư ký NATO về chính sách và kế hoạch quốc phòng Angus Lapsley cho hay những cuộc tập trận như Steadfast Noon rất quan trọng để chứng minh năng lực hạt nhân của NATO và ngăn chặn mọi cuộc tấn công. Mặc dù NATO nói những cuộc tập trận này được lên kế hoạch từ trước, nhưng vẫn có những ý kiến lên án động thái của NATO trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng căng thẳng. Giới lãnh đạo liên minh xác nhận NATO sẽ mang bản chất liên minh hạt nhân cho đến lúc vũ khí hạt nhân không còn tồn tại. Chiến trường Ukraine đang trở thành nơi các bên liên quan thử nghiệm những loại vũ khí mới nhất của mình. Mới đây, trong một trận giao tranh ở vùng Kursk, máy bay không người lái FPV của Nga đã phá hủy một trong những nguyên mẫu của hệ thống vũ khí laser có tên là Counter UAS do Mỹ chế tạo để chống lại UAV. Khi lắp đặt mô-đun chiến đấu trên xe bọc thép chở quân Stryker. Chiếc thiết giáp Stryker bị phá hủy ở vùng được trang bị nhiều phương tiện phát hiện và loại bỏ UAV. Ví dụ như hệ thống phát tia laser Blue Halo Locus có công suất 26 kW, một bệ phóng tên lửa sử dụng đạn APKWS2 70 mm dẫn đường bằng laser. Đi kèm với đó còn có mô-đun EOS R400 với pháo tự động XM914 30mm và súng máy M240B cỡ 7,62 x 51mm có thể lập trình để chống lại máy bay không người lái và tấn công các mục tiêu mặt đất. Trên xe còn có các đài radar bán cầu đa nhiệm vụ NMHR, thế hệ tiếp theo được trang bị anten mảng pha chủ động AESA cũng như mô đun phát hiện quang học toàn hướng. Với xu thế phát triển hiện tại, vũ khí laser chính là tương lai. Điều này có thể thấy rõ ràng qua việc nhiều quốc gia trên thế giới đã để mắt và bắt đầu phát triển dòng vũ khí năng lượng cao này. Không chỉ có Mỹ, nhiều quốc gia khác trên thế giới như Nga, Trung Quốc và châu Âu cũng đang tích cực phát triển nhiều dạng vũ khí laser sử dụng các nguyên tắc vật lý khác nhau. Trong lĩnh vực vũ khí laser, Mỹ chính là quốc gia đi đầu với các chương trình phát triển tiên phong từ năm 1970. Tuy nhiên, những giới hạn công nghệ và hiệu quả trong chiến đấu kém đã khiến chúng bị hủy bỏ hoặc chậm tiến độ. Một trong những dự án vũ khí laser đầy tham vọng của Lầu Năm Góc trong quá khứ chính là laser hàng không với mục tiêu vô hiệu hóa và phá hủy các tên lửa đạn đạo của đối phương ngay sau khi chúng rời bệ phóng. Trong các thử nghiệm thực tế, laser hàng không đã không chứng minh được hiệu quả và nền tảng phòng thủ tên lửa của Mỹ vẫn phải dựa vào các loại vũ khí truyền thống như Aegis và tên lửa đánh chặn SM3. Một đội máy bay không người lái UAV bí ẩn có khả năng đã do thám căn cứ không quân ở bang Virginia vào tháng 12 năm ngoái, trong khi Mỹ không có khả năng ngăn chặn chúng. Đây là thông tin được tờ Wall Street Journal tiết lộ sau khi dẫn lời của hàng chục quan chức Mỹ, báo cáo từ cảnh sát và tài liệu tòa án. Theo tờ báo, vào cuối năm ngoái, dàn UAV đã được phát hiện bay phía trên căn cứ không quân Langley ở bang Virginia. Đây là một trong những căn cứ của Mỹ có tiêm kích tàng hình F-22 Raptor. Cựu tướng không quân Mỹ Mark Kelly ước tính chiếc UAV dẫn đầu có chiều dài khoảng 6 mét bay với tốc độ khoảng hơn 170 km h ở độ cao khoảng 1.000 m. Theo sau là các UAV khác. Báo cáo cho biết, các UAV bay theo mô hình gồm từ 1 đến 2 UAV cánh cố định, đi kèm với các UAV 4 cánh nhỏ hơn, có kích thước gần bằng loại thương mại. Cũng theo ông Kelly, hàng chục UAV đã di chuyển về phía nam, qua vịnh Chesapeake hướng đến Norfolk và căn cứ đóng quân của đơn vị tác chiến đặc biệt SEAL Team 6 của Hải quân Mỹ, cũng như căn cứ Hải quân Norfolk, cảng hải quân lớn nhất thế giới. Khi tin tức này được báo cáo đến Nhà Trắng, các quan chức Mỹ được cho là đã bối rối khi nghĩ cách phản ứng. Mỹ đã triển khai loạt biện pháp ứng phó nhưng bất thành. Radar quân sự thường không thể bắt được UAV và cần hiệu chỉnh lại. Cảnh sát đã cố gắng truy đuổi những chiếc UAV, theo dõi chuyển động nhưng cuối cùng không xác định được chủ nhân của chúng. Trong khi đó, theo Wall Street Journal, luật liên bang cấm quân đội bắn hạ UAV gần các căn cứ quân sự trừ khi chúng gây ra mối đe dọa ngay lập tức. Điều này không bao gồm các hoạt động do thám trên không. Việc gây nhiễu UAV thì bị coi là rủi ro đối với hệ thống khẩn cấp 911 và mạng Wi-Fi tại địa phương. Sử dụng vũ khí năng lượng định hướng để bắn hạ chúng thì lại bị coi là quá rủi ro đối với máy bay thương mại. Cũng theo Washington Journal, vào ngày 23 tháng 12 năm 2023, dàn UAV đã dừng bay và cho tới nay, thủ phạm điều khiển chúng vẫn là điều bí ẩn. Song theo các nhà chức trách, vụ xâm nhập chưa từng có này mang tính chất vô cùng phức tạp. Do đó, những người bình thường có sở thích điều khiển UAV Khó có thể thực hiện. Đây cũng không phải là trường hợp duy nhất liên quan tới những chiếc UAV bí ẩn xuất hiện phía trên cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ. Hồi tháng 8, năm UAV đã bay phía trên khu vực an ninh quốc gia Nevada, một cơ sở thử nghiệm hạt nhân chiến thuật của Mỹ, bên ngoài thành phố Las Vegas. Giới chức Mỹ hiện vẫn chưa xác định được những kẻ đứng sau cuộc xâm nhập này. Một trong những quan chức y tế hàng đầu của Kiev cho biết, virus Tây sông Ninh gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Ukraine vì sự lây lan của loại virus lây truyền qua mũi này đã giết chết gần một chục người ở quốc gia bị xung đột tàn phá này. Thứ trưởng Bộ Y tế, đồng thời là nhà dịch tễ học Ukraine, Ihor Kuzin, trả lời phỏng vấn của BBC được công bố gần đây rằng tình hình rất nghiêm trọng và sẽ vẫn nghiêm trọng. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, virus này thường lây lan qua mũi bị nhiễm bệnh và có thể gây ra các triệu chứng như sốt, đau nhức, nôn mửa, phát ban, tiêu chảy và đau đầu. Bệnh này phổ biến hơn vào mùa hè và mùa thu khi mũi xuất hiện nhiều hơn. CDC cho biết, con người bị nhiễm virus Tây Sông Ninh khi mũi đốt họ sau khi hút máu những con chim có chứa virus. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, các điểm nóng bùng phát thường được tìm thấy trên các tuyến đường di cư của chim. Kuzin cho biết, một số đường bay của những loài chim như vậy đi qua Ukraine. Theo Cơ quan Y tế Công cộng, cứ 150 người nhiễm virus Tây Sông Ninh thì có khoảng một người mắc bệnh nghiêm trọng hoặc tử vong ước tính có khoảng 80% người nhiễm virus không biểu hiện triệu chứng. Trung tâm Y tế Công cộng do Bộ Y tế Ukraine điều hành cho biết tỷ lệ tử vong nằm trong khoảng từ 2 đến 14%. Hiện tại không có vaccine hoặc phương pháp điều trị cụ thể nào cho bệnh sốt Tây Sông Ninh. Ngoài ra, kể từ khi Nga mở hoạt động quân sự tại Ukraine, quốc gia này dần cạn kiệt nguồn cung cấp y tế quan trọng và đã phải tạm dừng các hoạt động khẩn cấp để kiềm chế đợt bùng phát dịch bệnh bại liệt. Còn đầu năm nay, các khu vực tiền tuyến Nga-Ukraine cũng đã chứng kiến cơn sốt chuột gây bệnh dịch cho binh lính Nga và Ukraine như chứng nôn mửa và chảy máu từ mắt. Không những vậy, cơn sốt chuột còn khiến Nga và Ukraine tổn thất nhiều trang thiết bị quân sự quan trọng. Tình báo quân sự Ukraine đã ghi nhận sự bùng phát của bệnh sốt chuột ở nhiều đơn vị Nga xung quanh Kupiansk thuộc Kharkov. Báo cáo cho biết bệnh sốt ở chuột đã lây sang người qua đường hít phải bụi phân chuột hoặc ăn phải phân chuột trong thức ăn. Báo cáo này chưa thể xác minh độc lập, nhưng theo quân đội Ukraine, các triệu chứng khủng khiếp của căn bệnh này bao gồm sốt, phát ban, huyết áp thấp, xuất huyết ở mắt, nôn mửa và vì nó ảnh hưởng đến thận nên đau lưng dữ dội. Thời điểm đó, Ihor Jahorodnyuk, một nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Ukraine nhấn mạnh, thiệt hại do chuột gây ra có thể nghiêm trọng vì mất liên lạc có thể khiến nhiều người thiệt mạng. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại